Alo, thầy xin chào các bạn nhé. Rồi, như vậy bây giờ là 11 giờ, như vậy thì ta sẽ bắt đầu lớp học trực tuyến môn thực phẩm chức năng. Như vậy thì ngày hôm nay thì ta sẽ tiếp tục đến buổi số 4 của môn học. Như vậy thì hôm nay thì ta sẽ đến buổi số 4. Rồi, như vậy thì hôm nay đó thì bạn ta đã trải qua được 2 tuần. Vậy là hôm nay làm ta buổi số 4. Như vậy thì ở buổi học này thì ta sẽ có làm một cái bài kiểm tra. Đó, như vậy thì ta sẽ có làm một bài kiểm tra, đó là kiểm tra viết. Như vậy thì ở buổi học này các bạn sẽ làm một bài kiểm tra, đó là bài kiểm tra viết. Như vậy thì bài kiểm tra viết thì ta sẽ có thời gian làm, các bạn sẽ làm ở nhà. Và trễ nhất là đến thứ bảy tuần sau, có nghĩa là đến buổi học số 5 các bạn phải nộp bài. Như vậy trễ nhất có nghĩa là đến thứ bảy tuần sau, có nghĩa là buổi học số 5 các bạn sẽ nộp bài. Nói như vậy thì làm thì ta sẽ bài làm các bạn ta sẽ làm ở nhà, và các bạn sẽ bài làm các bạn yêu cầu ta sẽ viết tay. Nào, như vậy thì ta sẽ viết tay và các bạn chụp hình và bạn gửi. Nào, yêu cầu các bạn bài làm các bạn sẽ viết tay, các bạn sẽ chụp hình và các bạn gửi. Như vậy khi bạn chụp hình thì lúc này ta có thể đính chung vào trong một cái cuộc, hoặc là các bạn có thể gửi các file hình riêng lẻ cũng được. Nếu các bạn có dù có bài làm các bạn có 3 trang, giờ mình chụp 3 hình, các bạn có thể đính kèm 3 hình riêng lẻ cũng được. Hoặc là các bạn có thể đính chung trong một file Word thì cái nào cũng được. Nào, như vậy thì hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái bài kiểm tra như vậy. Thì chúng ta sẽ làm ở tại nhà. Nào, như vậy thì chúng ta sẽ làm tại nhà, và trễ nhất là đến buổi học số 5, có nghĩa là thứ bảy tuần sau bạn nộp. Như vậy thì các bạn nhớ ghi tên, ghi lớp của các bạn. Nào, tên lớp vân vân, ghi mã số sinh viên. Như vậy thì và để chất lượng hình ảnh nó rõ thì đòi hỏi chúng ta sẽ dùng cái bút. Các bạn viết cái bút nào khá đậm đậm một chút, thì đôi khi các bạn dùng một cái viết nó nhạt quá thì khi mà đọc thì rất là khó thấy được. Nào, như vậy thì ta sẽ có việc bạn hai câu hỏi. Như vậy thì các bạn sẽ có hai câu hỏi, và thời gian bạn ta sẽ làm đến là trễ nhất là đến buổi học số 5 các bạn sẽ nộp bài. Như vậy các bạn sẽ nộp bài qua một cái địa chỉ email mà thầy đã gửi trên hệ thống, đó là ndkhoa@ntu.edu.vn. Như vậy thì các bạn sẽ gửi bài của mình qua địa chỉ email mà trên hệ thống đã có, ndkhoa@ntt.edu.vn. Các bạn đã làm xong trước thì chúng ta sẽ viết bài gửi trước. Phải yêu cầu là bài làm ta viết tay hơn, nếu mà làm đánh máy là không chấm điểm nha. Viết tay để đảm bảo rằng đó là bài làm của chính mình hơn. Tại vì khi đôi khi mà bạn đánh máy thì lúc này nhiều bạn người ta copy bài của bạn khác vân vân, mà đến nỗi mà những dấu chấm dấu phẩy hay đổi chính tả sai mà mình vẫn việc mặt không sửa đúng không? Đó, như vậy thì để làm của chính mình. Như vậy thì ta sẽ bài yêu cầu các bạn sẽ viết tay. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ có hai câu hỏi. Đó, thì chúng ta sẽ làm tự luận. Thì hãy phân tích nhu cầu dinh dưỡng hãy phân tích nhu cầu dinh dưỡng câu hỏi thứ nhất nha. Bây giờ chúng ta hãy phân tích nhu cầu dinh dưỡng ở độ tuổi. Hãy phân tích nhu cầu dinh dưỡng ở độ tuổi. Như vậy thì nếu mình bao nhiêu tuổi thì mình phân tích nhu cầu dinh dưỡng ở bao nhiêu tuổi. Dù bằng 20 tuổi thì hãy phân tích cái nhu cầu dinh dưỡng của những người ở độ tuổi 20. Hãy phân tích nhu cầu dinh dưỡng ở độ tuổi chấm chấm. Bây giờ mình sẽ điền cái tuổi mình vô. Nếu mình 20 tuổi
thì bạn phân tích cái nhu cầu dinh dưỡng của những người tuổi 20. Còn nếu bạn 21 tuổi, 25 tuổi thì bạn hay 25 tuổi thì bạn sẽ phân tích cái nhu cầu dinh dưỡng ở những người đầu tuổi 25. Đó. Như vậy người ta sẽ phân tích cái nhu cầu dinh dưỡng ở đầu tuổi của mình. Rồi chấm. Hãy cho biết chế độ ăn uống hiện tại có đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng đó hay không? Hãy cho biết chấm. Hãy cho biết chế độ ăn uống hiện tại có đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đó hay không? Hãy cho biết chế độ ăn uống hiện tại có đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đó hay không? Rồi, như vậy đó là câu số 1. Đó, hãy cho biết chế độ ăn uống hiện tại có đáp ứng được cái nhu cầu dinh dưỡng đó hay không? Rồi, như vậy thì câu số 1 đó là người ta sẽ hiện nay bạn thấy rằng là khi bạn tìm trên mạng thì nó có một cái tháp về dinh dưỡng. Thì hiện nay cái tháp dinh dưỡng đó thì nó sẽ quy định ở cái độ tuổi, ví dụ độ tuổi có bao nhiêu thì các bạn sẽ cần cung cấp những cái chất dinh dưỡng nào và những chất dinh dưỡng này từ những cái loại thực phẩm nào. Đó, như vậy thì bạn thấy rằng có một cái tháp dinh dưỡng, thì bạn thấy ở bộ độ tuổi thì hiện nay gần ấy những thông tin rất nhiều và độ tuổi đó các bạn sẽ cần cung cấp những chất dinh dưỡng nào và những chất dinh dưỡng đó thì các bạn sử dụng từ các loại thực phẩm nào. Đó, như vậy thì đó là mình ở độ tuổi bao nhiêu thì bạn phân tích cái nhu cầu dinh dưỡng của bạn ở độ tuổi đó và các bạn từ cái việc phân tích đó thì đảm bảo cho cơ thể bạn phát triển một cách bình thường và khỏe mạnh thì chúng ta phải cần đáp ứng những cái chất dinh dưỡng, những cái nhóm hợp chất như vậy. Như vậy thì chúng ta đánh giá xem với cái tình trạng, với cái hiện thực hiện tại, cái việc mà cung cấp chất dinh dưỡng của các bạn, cái việc ăn uống hàng ngày của các bạn thì bạn xem coi mình có đáp ứng được cái nhu cầu dinh dưỡng đó hay không, làm để đánh giá xem mình có đáp ứng được cái tháp dinh dưỡng đó hay không. Đó, như vậy đó là câu số 1. Đó, từ cái việc phân tích các bạn tìm hiểu thông tin mà thấy ở đội tuổi mình cần những nhóm chất nào và một cái nhóm chất như vậy cái hàm lượng bao nhiêu và từ đó bạn xem cái chế độ ăn uống của bạn có đáp ứng hay không, đó là câu số 1. Rồi câu số 2. Câu số 1 thì như vậy, rồi bạn ghi câu số 2 không, hãy cho ví dụ một vài sản phẩm thực phẩm chức năng mà mình đã sử dụng. Hãy cho ví dụ một vài sản phẩm thực phẩm chức năng mà các bạn đã sử dụng. Nào. Hãy cho biết một vài sản phẩm thực phẩm chức năng mà các bạn đã sử dụng. Hãy cho biết một vài sản phẩm thực phẩm chức năng mà các bạn đã sử dụng. Hãy cho biết một vài sản phẩm thực phẩm chức năng mà các bạn đã sử dụng. Chấm. Hãy phân tích cơ chế tác động của những hoạt chất sinh học đó. Hãy phân tích cơ chế tác động của những hoạt chất sinh học đó. Hãy phân tích cơ chế tác động của những hoạt chất sinh học đó. Rồi như vậy câu số 2 có nghĩa là mà từ hồi nhỏ tới lớn giờ mình nhớ lại xem mình đã từng sử dụng thực phẩm chức năng chưa và các bạn đã sử dụng những cái sản phẩm thực phẩm chức năng nào. Như vậy thì và mình đã từng sử dụng những sản phẩm thực phẩm chức năng nào và cái cơ chế tác động của những hoạt chất trong thực phẩm chức năng đó là gì. Rồi như vậy thì người ta sẽ có hai câu hỏi như vậy. Như vậy thời gian làm bài các bạn là người ta sẽ đến buổi học trễ nhất là đến buổi học số 5, các bạn sẽ học bài có nghĩa là thứ bảy tuần sau. Như vậy thì bài làm các bạn và người ta sẽ yêu cầu các bạn sẽ viết tay, chụp hình và gửi. Nhưng mà người ta có thể đính chung trong một cái file Word hoặc là các bạn có thể tạo các file riêng lẻ cũng được. Nếu bạn nào biết đính chung thì ta đính, không thì ta chụp tạo các file riêng lẻ cũng được. Vậy trễ nhất đó là thứ bảy tuần sau các bạn sẽ gửi bài. Vậy là yêu cầu người ta viết tay và địa chỉ gửi bài thì địa chỉ mail trên hệ thống LMS hay là cập nhật ND Khoa a@ntt.edu.vn. Bạn nào xong trước thì tôi sẽ gửi qua đó. Rồi, như vậy thì đó là nội dung câu hỏi, hai câu hỏi. Rồi các bạn nào thắc mắc về nội dung hai câu hỏi thì các bạn sẽ bật mic lên để mà người ta hỏi hơn. Rồi và các bạn nữa. Nếu bạn nào có thắc mắc về nội dung hai câu hỏi thì các bạn có thể bật mic lên để mà cả lớp chúng ta sẽ cùng nhau làm việc bàn trao đổi. Rồi, như vậy thì phân tích một vài có nghĩa là mình chọn hai ba cái cũng được, một vài nghĩa là chọn hai hai sản phẩm thôi cũng được.
Nhưng mà một bài câu số 2 là các bạn có thể chọn hai sản phẩm mà mình đã từng sử dụng và chúng ta phân tích. Tới thời điểm này chắc chắn là bạn nào cũng đã được sử dụng thực phẩm chức năng rồi, và rất rất là nhiều rồi. Nào, như vậy thì hiện tại một vài, có nghĩa là câu số 2 các bạn chỉ làm hai sản phẩm thôi được rồi. Mình đã phân tích hai sản phẩm thôi. Và lúc này mình phải biết cơ chế tác động của cái việc này, các hoạt chất sinh học trong cái thực phẩm đó được rồi. Rồi, như vậy thì ta sẽ có hai câu hỏi như vậy. Rồi các bạn nào thắc mắc về nội dung của hai câu hỏi thì các bạn sẽ bật mic lên để trao đổi ha. Rồi thì mời các bạn nha. Rồi như vậy thì đến điểm nào này thì chưa các bạn nào thắc mắc, nói chung thì cũng khá là dễ. Đó, thì ta tìm kiếm thông tin nói chung về hiện nay nếu bằng cỏ từ thực phẩm chức năng hay thách dinh dưỡng, nhu cầu dinh dưỡng mà thấy là rất rất nhiều. Đó, như vậy thì cũng như là thực phẩm chức năng bạn thấy rằng mình cũng đã từng sử dụng rồi, vâng, như vậy thì nó cũng khá là dễ ở hàng việc này câu hỏi này. À, như vậy bài làm các bạn yêu cầu chúng ta sẽ trình bày thật đẹp rõ ràng và các bạn sẽ chọn một cái viết nào tương đối khá đặng một chút để chúng ta làm bài hơn. Rồi như vậy thì nếu không bạn nào thắc mắc thì chúng ta sẽ tiếp tục cái bài học ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ nói về việc bạn các chất chống oxy hóa có trong thực phẩm. Đó. Như vậy thì bạn nào thắc mắc thì các bạn bật mic lên để chúng ta cả lớp chúng ta cùng nhau trao đổi hơn. Rồi thì mời các bạn nha. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ có hai câu hỏi như vậy. Rồi như vậy thì không bằng là thắc mắc. Như vậy thì bây giờ ta sẽ tiếp tục cái bài học của mình. Thì chúng ta sẽ đi nói về những mảnh thực phẩm chức năng có tác dụng chống oxy hóa. Rồi, như vậy thì hai câu này thì nói chung cũng khá là dễ, các bạn sẽ đọc và từ đó các bạn sẽ việc bạn sẽ làm. Rồi, thì bạn xem coi cái từ cái việc bạn thấy rằng hiện nay cái thấp nhu cầu dinh dưỡng thì ở bộ độ tuổi trên mạng này kia thì rất rất là nhiều thông tin và từ đó chúng ta phân tích cái nhu cầu dinh dưỡng ở độ tuổi của mình và từ cái dinh dưỡng đó bạn thấy rằng với cái việc ăn uống hiện tại của bạn thì mình ăn uống gì thì mình thấy nó có đáp ứng được hay không cái thấp dinh dưỡng đó để mà cơ thể các bạn có thể phát triển một cách bình thường và khỏe mạnh, cũng như là bạn nếu bạn đáp ứng được cái nhu cầu dinh dưỡng đó thì nó sẽ góp phần trong việc giúp bạn phòng chống bệnh tật. Thì đó là cái nhu cầu dinh dưỡng. Tại vì nếu bạn thấy rằng khi mà một cái nhóm hoặc bất kỳ một nhóm hoặc chất nào cũng vậy, nếu thì khi mà bạn ăn uống dư thừa thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc bạn cái sức khỏe, thì bất kỳ nào cũng vậy thì nó sẽ có một cái mức thang để mà từ đó các bạn sẽ biết được đối với nhóm hoặc chất dụ đạm đường lipid lucid protein như vậy thì chúng ta cần bao nhiêu và ta cần bao nhiêu và như vậy nếu các bạn thấy mình có cung cấp những cái dư thừa cái nhóm nào hay không, hay là bị cái thiếu hụt một cái nhóm hoặc chất nào đó hay không. Vâng, tại vì nếu bạn phải cung cấp cân bằng và đầy đủ thì từ đó cơ thể các bạn mới phát triển được cách diệt bằng bình thường và khỏe mạnh, từ đó diệt bằng nó sẽ nâng cao thể trạng, nâng cao sức khỏe và góp phần trong việc phòng chống bệnh tật và dự phòng những căn bệnh trong tương lai, vân vân. Nào, như vậy thì hôm nay thì chúng ta sẽ nói về các chất chống oxy hóa. Nào, như vậy thì bài ngày hôm nay có nguồn gốc diệt bằng từ tự nhiên. Nào, thì bài này thì cũng đã gửi cho các bạn rồi. Nào, như vậy thì hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái diệt bằng bài học này. Như vậy thì chúng ta sẽ nói về học các chất chống oxy hóa có nguồn gốc diệt bằng từ tự nhiên. Như vậy thì bạn sẽ nhìn trên slide này thì bạn thấy rằng đây là các loại diệt bằng rau củ quả có nguồn gốc từ tự nhiên. Và những loại rau củ quả này thì trong cuộc sống hàng ngày các bạn chúng ta cũng đã từng diệt bằng bằng từng sử dụng nó. Đây đây là những loại rau củ quả, những cái sản phẩm mà bạn thấy rằng rất phổ biến trong cuộc sống. Như vậy thì hôm nay thì ta sẽ nói về các chất chống oxy hóa của nó. Thì bạn thấy là ví dụ cà chua thì bạn thấy rằng ai cũng biết, bạn ai cũng biết rằng cà chua vậy bạn có tác dụng gì đây, chống oxy hóa. Như vậy thì tại sao cà chua có tác dụng chống oxy hóa thì ta sẽ phân tích trong bài học ngày hôm nay. Như vậy tại vì mà thấy trong cà chua có một cái thành phần dục glycoben. Này tại sao glycoben thì nó có tác dụng diệt bằng chống oxy hóa hay là bạn thấy trong các loại cà chua, trong các loại ớt, hay là lúc này bạn thấy trong những quả mâm xôi, ví dụ đây là diệt bằng quả cà rốt, thì cà rốt thì dù có nhóm hợp chất diệt bằng beta caroten
nào, hay gọi thuộc cái nhóm hợp chất diệt mặn carotenoid. Như vậy đây bạn thấy rằng về màu sắc thì những loại thực phẩm này có màu sắc như thế nào các bạn? Đó, rất phong đó, có màu sắc phong phú và đa dạng. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành phân tích về các chất chống oxy hóa có trong thực phẩm. Như vậy thì hiện nay theo khuyến cáo khi các bạn đi mua rau củ quả, khi các bạn đi mua các loại trái cây về các bạn sử dụng, thì là câu hỏi thứ nhất, câu hỏi tương tác số 1 mà bạn trả lời ha, câu hỏi tương tác số 1. Như vậy theo các bạn nghĩ khi mà bạn đi mua các loại rau củ quả, mua các loại trái cây, thì chúng ta nên sử dụng những loại rau củ quả có màu sắc đậm hay nhạt, tại sao? Là câu số 1, muốn đi thi các bạn cũng sẽ gặp câu hỏi này. Như vậy thì khi các bạn đi mua các loại rau củ quả, mua các loại trái cây về bạn sử dụng hàng ngày, thì chúng ta nên sử dụng những loại rau củ quả có màu sắc đậm hay nhạt, tại sao? Rồi các bạn có 1 phút suy nghĩ trả lời ha, đậm hay nhạt tại sao nhá. Dạ thưa thầy, là em nghĩ là nên chọn những loại có màu đậm vì sẽ chứa nhiều sắc tố và nhiều vitamin. Rồi, như vậy thì bạn mình ta trả lời đúng không? Như vậy thì khi mà các bạn đi mua các loại rau củ quả, nào muốn đi thi các bạn sẽ trả lời câu hỏi đó. Bạn thấy rằng vùng này đôi khi mà ta thấy rằng những cái thực phẩm này các bạn thấy mình trong cuộc sống hàng ngày mình cũng đã từng sử dụng. Và lúc này bạn thấy rằng đi thi thì môn này mình đôi khi mình không cần học gì hết, mình vô mình làm cũng được đó, bạn không cần đảm bảo đi thi bạn không bạn nào mà bỏ câu nào hết đó. Như vậy thì đó bạn thấy rằng khi mua các loại rau củ quả, các loại trái cây, thì ta khuyến cáo bạn nên mua những loại rau củ quả có màu sắc đậm. Như vậy tại sao bạn sử dụng những cái loại rau củ quả màu sắc đậm? Đây là màu của các sắc tố diệt mặn tự nhiên. Đây là diệt mặn, các sắc tố tự này có tác dụng diệt mặn chống oxy hóa. Như vậy tại vì đây là màu của các sắc tố tự nhiên và các sắc tố này có tác dụng diệt mặn chống oxy hóa. Nào, như vậy đây là những cái chất diệt mặn chống oxy hóa. Khi mà cái hàm lượng các chất chống oxy hóa càng nhiều thì nó tạo nên cái màu sắc của các loại rau củ quả làm sao các bạn càng đậm. Thì bây giờ bạn thấy để tạo nên cái sắc tố dù vào màu vàng đến màu đỏ của thực vật là do cái nhóm hợp chất gì tạo nên, thì cái nhóm hợp chất đó là nhóm carotenoid. Như vậy để tạo nên sắc tố từ màu vàng đến màu đỏ của thực vật thì do cái nhóm sắc tố carotenoid tạo nên. Giờ bạn thấy rằng do cái nhóm sắc tố carotenoid thì trong cái nhóm sắc tố carotenoid này thì bạn có những hợp chất điển hình như là beta-carotene, lycopene cũng như là cucumin vân vân. Như vậy thì bạn thấy rằng nếu cái quả nào có bạn thấy rằng nếu có chứa nhiều lycopene thì nó sẽ màu của nó sẽ tạo sắc tố màu diệt mặn màu đỏ. Như vậy nếu bạn thấy rằng nếu có chứa lycopene thì nó sẽ tạo ra cái quả diệt mặn có màu đỏ. Thì màu càng đỏ chứng tỏ là cái hàm lượng lycopene diệt mặn càng lớn. Như vậy thì trong những cái loại rau củ quả thì các bạn thấy rằng những cái loại có màu đỏ như là diệt mặn, như là cà chua, như là diệt mặn dưa hấu, như là diệt mặn ớt vân vân. Như vậy thì bạn thấy đây là những sắc tố màu diệt mặn màu đỏ. Như vậy đây là màu của các chất diệt mặn chống oxy hóa hay là để tạo nên sự sắc tố màu cam do nhóm hợp chất diệt mặn beta carotene.
Thì màu cam thì bạn có nhiều trong dưỡng bằng, từ màu vàng đến màu cam là sắc tố beta caroten, thì bạn có những hợp chất như là như là cà rốt, như là trong gì nữa bạn, khoai lang trong dưỡng bằng, trong bắp vân. Như vậy thì hiện nay thì bạn thấy beta caroten và lycopene, thì bạn thấy giữa beta caroten và lycopene thì bạn thấy rằng cái màu của lycopene nó đậm hơn, chứng tỏ rằng cái tác dụng chống oxy hóa của nó làm sao bạn cao hơn là beta caroten. Hay là để tạo nên sắc curcumin thì bạn thấy rằng nó tạo nên sắc tố màu của diệt bằng củ nghệ. Nhưng mà khi nhắc đến củ nghệ thì ta cũng nhắc đến tác dụng diệt bằng chống oxy hóa, mau liền sẹo, làm lành vết thương, săn se vi mạch, vân vân. Như vậy thì bạn thấy rằng khi nhắc đến nghệ thì ta nhắc đến một hợp chất đó là curcumin trong nghệ. Và hiện nay bạn thấy rằng là tại sao nó có khả năng được hỗ trợ trong điều trị ung thư, vâng, hiện tâm sẽ phân tích. Như vậy thì để tạo nên sắc tố từ màu vàng, màu cam đến màu đỏ của thực vật do cái nhóm sắc tố tự nhiên, đó là nhóm carotenoid. À, thì carotenoid thì bạn thấy là cũng như là lúc này bạn thấy rằng là hiện nay thì có một cái màu sắc mà cũng tác dụng chống oxy hóa khá mạnh, đó là sắc tố màu diệt mặt màu tím. Thì ngoài màu vàng, màu cam, màu đỏ thì hiện nay còn có một sắc tố màu tím do cái nhóm hợp chất anthocyanin tạo nên. Và đây là một cái sắc tố tự nhiên do cái nhóm hợp chất anthocyanin, và đây cũng là một cái chất chống oxy hóa khá mạnh. Hiện nay bạn thấy rằng trên thị trường hiện nay cũng rất là nhiều các loại rau củ quả có màu tím. Thì bây giờ thay vì bạn thấy màu tím thì bạn thấy rằng trong diễn bàn, trong nho, rồi trong gì nữa, trong nếp than, trong một số quả mà bạn thấy có màu tím là quả gì các bạn. Như vậy và từ đó bạn thấy rằng hiện nay thì ngày xưa thì bạn thấy có giống cà chua là màu đỏ, bây giờ người ta đã tạo ra được giống cà chua màu diệt bằng sô cô la, và hiện nay bạn thấy rằng đây là giống cà chua giàu với chất diệt bằng chống oxy hóa. Thay vì ở đây người ta diệt bằng cải tiến giống bằng công nghệ sinh học, người ta sẽ tăng được cái hàm lượng các chất chống oxy hóa, và người ta đã sản xuất ra được những giống cà chua giàu diệt bằng lycopene. Tại hiện nay theo một cái nghiên cứu thì đối với cà chua thông thường, để cung cấp chất lượng glucopen cần thiết hàng ngày của cơ thể để chống oxy hóa thì các bạn phải sử dụng khoảng 10 quả cà chua. Thì bây giờ bạn thấy mỗi ngày bạn ăn 10 quả cà chua, vậy thì mình có bạn thấy ăn từ ngày này qua ngày kia thì như thế nào? Đó. Như vậy thì hiện nay bằng công nghệ sinh học, người ta đã tạo ra được những giống giàu glucopen, thay vì mỗi ngày ăn 10 quả, bây giờ người ta có thể ăn 1 đến 2 quả. Đó. Thì bây giờ bạn thấy khi bạn vào siêu thị, người ta tạo ra những giống việt bằng cà chua sô cô la. Đó, tại vì cái này bạn thấy là cái màu nó đen, cà chua nó quả nó màu đen luôn. Tại vì bạn thấy giống như bạn thấy đậu đen cũng vậy, nhiều người hiện nay người ta uống nước ở Nhật Bản thì khảm đậu đen để uống. Tại sao mà đây là Nhật Bản để tạo nên cái màu này, chính là cái sắc tố anthocyanin. Tại vì bạn thấy khi màu tím nó đậm quá thì các bạn sẽ không thấy được cái sắc tố tím của nó, mà lúc này các bạn sẽ thấy nó màu gì mà màu đen. Bây giờ khi mà bạn pha loãng ra các bạn sẽ thấy được màu gì đây, màu tím. Bây giờ bạn thấy nhiều người người ta cũng khảm trà đậu đen để người ta làm Nhật Bản uống để tăng tác dụng diệt bằng chống oxy hóa, để bảo vệ cơ thể, chống lại cái diệt bằng sự lão hóa của cơ thể, vân vân. Nói như vậy thì hiện nay bạn thấy rằng màu tím là một trong hiện nay các loại rau củ quả bạn thấy có màu tím thì giá thành của nó làm sao bạn khá cao, ví dụ như bắp cải tím hay là bằng vân. Đó, đây là cái sắc tố mà diệt bằng tự nhiên có tác dụng chống oxy hóa. Như vậy thì bạn ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về các sắc tố tự nhiên này. Nào, về các sắc tố tự nhiên này thì các tác dụng chống oxy hóa thì ta sẽ nói tại sao những sắc tố này có tác dụng chống oxy hóa, và tại sao mà hàng ngày các bạn phải cần bổ sung các chất chống oxy hóa này diệt bằng để làm gì. Như vậy thì ta sẽ nói về trong diệt bằng trong cái bài học ngày hôm nay. Vậy thì ta sẽ nói trong bài học này, hiện nay cảm thấy rằng một trong những cái vấn đề mà hiện nay rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là bạn thấy rằng khi mà bạn bước vào cái độ tuổi như bạn 30, hiện nay bạn thấy rằng khi mà đặc biệt là khi bạn bước vào độ tuổi 30 và hiện nay thì rất là nhiều người rằng quan tâm tại sao con người Nhật Bản, tại sao chúng ta bị già, có ai muốn mình già đi hay không, ai cũng muốn mình như thế nào bạn trẻ hết. Nào, cái kéo dài cái Nhật Bản, cái thời kỳ tuổi trẻ và kéo dài cái Nhật Bản, cái thời kỳ tuổi thanh xuân. Và bây giờ bạn thấy đang đi ra mà bạn thấy không, bạn chê một người nào đó già thì coi chuyện gì xảy ra, ai cũng sợ lần diễn bằng mình bị già đi.
Đó, như vậy thì một trong những vấn đề mà hiện nay thì cũng rất rất là nhiều người quan tâm. Đó, mà tại sao chúng ta bị bằng lão hóa? Tại sao chúng ta bị già? Tại sao chúng ta bị lão hóa? Và hiện nay bạn thấy rằng cái tỷ lệ và tại sao ngày càng nhiều người mắc những căn bệnh về bằng mãn tính. Đây là một trong vấn đề hiện nay cả xã hội người ta quan tâm. Và đặc biệt là những người bạn thấy rằng khi mà bạn đến độ tuổi 30, nếu bạn không có một giải pháp để chăm sóc cái vật về sức khỏe, thì từ đó các bạn thấy rằng da các bạn nó không còn gì bằng, cái sự đàn hồi không còn gì nữa, bạn mất sẽ xuất hiện đi, sẽ xuất hiện những nếp nhăn, những vết tàn nhang vân vân. Nào, như vậy thì bạn thấy rằng tại sao ta bị lão hóa như vậy? Nào, đó là một trong những vấn đề. Tuy nhiên lão hóa và già đó là diễn bằng một trong những cái quy luật của tự nhiên. Con người diễn bằng sinh ra, lớn lên, già và diễn bằng sinh ra từ cát bụi, và cuối cùng mình cũng phải làm gì? Trở về cát bụi như vậy. Như vậy thì bạn thấy rằng để kéo dài cái diễn bằng, cái thời kỳ tuổi trẻ, để kéo dài của tuổi thọ như vậy, thì bạn thấy rằng từ ngày xưa, từ những cái thời kỳ mà bạn thấy rằng rất xa xưa, thì các vị hoàng đế người ta luôn đi tìm kiếm những cái loại diệp bằng được gọi là thần dược, mà khi người ta sử dụng vào có tác dụng diệp bằng trường sinh bất lão, trường sinh bất tử như vậy. Mà như vậy ngay ngay bạn thấy từ ngày xưa người ta phải diệp bằng luôn luôn tìm kiếm, luôn luôn khát khao để có những sản phẩm mà diệp bằng, những thần dược mà giúp trong cái việc diệp bằng trường sinh bất lão, để kéo dài diệp bằng tuổi thọ như vậy, để kéo dài cái thời kỳ của trẻ. Và hiện nay bạn thấy rằng một trong những cái nhóm hợp chất mà để diệt bằng chống lại cái sự lão hóa, để mà diệt bằng chống lại cái diệt bằng để kéo dài được cái thời kỳ tuổi trẻ, kéo dài được cái diệt bằng, cái sự đàn hồi, sự tái tạo collagen vân vân, thì đó là cái nhóm hợp chất diệt bằng. Thì các nhà khoa học ta nhận thấy đó là các nhóm hợp chất có tác dụng diệt bằng chống oxy hóa, đó là các chất chống oxy hóa. Về chất chống oxy hóa nó tác động như thế nào, nó làm sao nó làm cho con người mà tại sao nó kéo dài được thời kỳ tuổi trẻ, chấm là cái gì đây? Sự lão hóa. Như vậy thì một câu hỏi đặt ra, tại sao con người bị lão hóa? Đó, câu hỏi số 2, mời các bạn trả lời không? Câu hỏi số 2, mời các bạn trả lời. Ở tương tác số 2, tại sao con người bị lão hóa? Thế các bạn, đó, câu hỏi số 2 bây giờ thì mời các bạn câu hỏi tương tác không? Đó, tại sao con người bị lão hóa? Tại sao con người bị già? Rồi, câu hỏi số 2 các bạn có 1 phút suy nghĩ trả lời không? Dạ thưa thầy, là con người thì càng ngày thì càng lớn tuổi thì mình ăn những cái chất dinh dưỡng nó không đủ để đáp ứng nhu cầu của cơ thể, với lại cơ thể sẽ bị các tế bào cơ thể sẽ bị dần dần bị thoái hóa, giống như kiểu các chất dinh dưỡng và các collagen trong người chết bị thay đổi nên sẽ da sẽ bị lão hóa. Rồi, thầy cảm ơn em nha. Rồi, thì một bạn anh ta vừa mới giữ bạn trả lời cho câu hỏi. Như vậy thì câu hỏi đặt ra, tại sao con người bị lão hóa? Tại sao con người bị cái bạn già già đi? Bạn thấy khi mà bạn càng lớn tuổi thì cái nhu cầu về cái dinh dưỡng so với những người trẻ tuổi thì làm sao bạn cao hay thấp hơn? Bây giờ bạn thấy khi bạn càng lớn tuổi đó, thì cái nhu cầu dinh dưỡng so với những người trẻ tuổi, những thanh niên, những người ở độ tuổi 20, 30 thì nó làm sao bạn? Như vậy thì tại sao khi bạn lớn tuổi cái chuyển hóa bạn nhìn thế nào đang càng giảm? Như vậy thì hiện nay có rất nhiều học thuyết người ta nghiên cứu tại sao con người sinh ra lớn lên và lại già đi. Hiện nay bạn thấy có rất nhiều học thuyết, và một trong những học thuyết hiện nay được các nhiều nhà khoa học chấp nhận nhất, đó là do sự tấn công của các gốc tự do vào các tế bào và các tổ chức của cơ thể. Thế thì hiện nay bạn thấy rằng một trong những học thuyết được chấp nhận nhất đó là sự tấn công của các gốc tự do.
Như vậy thì đó là do sự tấn công của các gốc tự do vào các tế bào, vào các chức năng của cơ thể. Như vậy khi gốc tự do này tấn công thì nó làm cho các tế bào bị bệnh, mất đi những chức năng của nó, làm cho các tế bào này bị bệnh, bị lão hóa, làm cho những cái việc bằng những cái tế bào này già đi và chết một cách nhanh chóng. Vậy thì hiện nay trong học thuyết và nghiên cứu đó là sự tấn công của các gốc tự do. Nên gốc tự do tấn công vào các tế bào và các chức năng, làm chức năng làm cho những tế bào mất đi các chức năng bình thường của nó, làm cho các tế bào này bị lão hóa, làm đột biến cấu trúc vùng vòng. Như vậy thì gốc tự do là gì? Mà tại sao nó nguy hiểm đến như vậy? Đó, như vậy thì gốc tự do là gì và tại sao thì nó nguy hiểm đến như vậy? Như vậy thì gốc tự do thì cái khái niệm về gốc tự do thì các bạn cũng đã được nghe nói đến rồi, và các bạn cũng đã được học trong các môn học như là hóa học thời cấp 3 hay là hóa học hữu cơ hay là hóa sinh vân vân. Thì chúng ta các bạn cũng nghe nói đến cái khái niệm gốc tự do này rồi. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại gốc tự do là gì. Thì theo định nghĩa, gốc tự do là những phân tử hay mà những nguyên tử mất đi một electron ở lớp ngoài cùng. Thì gốc tự do là những phân tử hay là nguyên tử mà mất đi một electron ở lớp ngoài cùng. Như vậy thì khi phân tử mà nguyên tử hay nguyên tử mất đi một electron như vậy thì chuyện gì xảy ra? Thì khi bạn thấy rằng khi nó mất đi một electron thì lúc này nó trở nên việc bằng kém ổn định và kém bền Như vậy bạn thấy rằng khi một cái phân tử mà nó mất đi một electron hay nguyên tử mất đi một electron như vậy thì cái phân tử hay nguyên tử này nó trở nên kém ổn định và kém bền vững. Vậy khi nó mất đi một electron thì nó sẽ trở thành việc bằng gốc tự do. Và trong hóa học người ta ký hiệu gốc tự do là gì đây? Thì chúng ta sẽ nhìn nếu gốc phía trên bên phải các bạn thấy có một cái dấu chấm tròn, đó là ký hiệu gốc tự do. Nếu bạn thấy một dấu cộng đó là cation, dấu trừ là anion, dấu sao ví dụ carbon bất đối, hay đây là một dấu chấm đây chính đây ký hiệu gốc tự do. Bạn thấy khi phân tử nguyên tử mất đi một electron như vậy nó trở nên kém ổn định và kém bền vững. Như vậy thì để trở về trạng thái ổn định và bền vững thì xu hướng những gốc tự do này nó sẽ đi chiếm lấy electron của những phân tử của nguyên tử khác, nó sẽ chiếm lấy electron của những phân tử của nguyên tử khác. Như vậy thì khi nó chiếm lấy cái electron của các tế bào thì nó làm cho các tế bào này làm sao bằng mất đi những chức năng bình thường của nó tấn công vào cấu trúc ADN, đột biến cấu trúc. Như vậy bạn thấy rằng khi nó chiếm lấy electron của các tế bào thì làm tế bào này mất đi chức năng, làm tế bào này vừa bị lão hóa, hay nếu tấn công nó lấy electron của các thi thể của các phân tử ADN thì nó làm những bạn đột biến về cấu trúc vân vân. Như vậy thì bạn thấy rằng khi đó nó nếu như nó lấy electron của những phân tử này thì nó dẫn đến việc bằng thì những cái phân tử này cũng sẽ trở thành gốc tự do, tại vì lúc này nó đã khi mà nó bằng mất một electron rồi thì nó sẽ trở thành gì thôi, gốc tự do. Và lúc này nó cũng sẽ làm gì đây, khi nó trở thành gốc tự do rồi thì nó cũng sẽ kém ổn định và bền vững. Như vậy nó cũng sẽ có xu hướng đi tìm lấy electron của phân tử khác. Vậy đây là một cái phản ứng diệt bằng dây chuyền ở tiếp diễn liên tục. Như vậy đây là phản ứng dây chuyền nó tiếp diễn liên tục. Nào, bạn thấy rằng khi mà mất đi nó trở thành gốc tự do, khi gốc tự do thì nó sẽ tấn công vào các tổ chức, các tế bào, các cấu trúc thì nó làm mà những tế bào những chức năng gì bằng mất đi bình thường của nó. Nào, thì bạn thấy rằng gốc tự do là những phân tử hay nguyên tử mà mất đi một electron ở diệt bằng lớp ngoài cùng, và tế bào mất đi diệt bằng khi mà nó gốc tự do này chiếm lấy electron của các tế bào thì nó làm các tế bào mất đi các chức năng bình thường của nó. Thì khi mà tế bào nó mất đi một electron thì nó diệt bằng nó trở nên gì đây, kém ổn định, kém bền vững, và sẽ có xu hướng đi tìm lấy electron của những diệt bằng, tiếp tục đi tìm lấy electron của những cái phân tử khác. Đây là một trong những nguyên nhân và gây ra diệt bằng ung thư và lão hóa. Tại sao gây ra? Hiện nay bạn thấy rằng khi mà nó lấy electron của các cấu trúc ADN thì bạn thấy rằng khi mà cái cấu trúc ADN này diệt bằng thì bạn thấy rằng nó làm cho đột biến về cấu trúc.
Và khi những cái tế bào đột biến để nhân lên, mà nếu nhân lên mà không kiểm soát thì nó dẫn đến về phần ung thư. Hiện nay thì bạn thấy một trong những nguyên nhân mà tôi nghiên cứu dẫn đến cái ung thư đó là sự tấn công của các gốc tự do vào các cấu trúc ADN của tế bào. Đó, như vậy thì bạn thấy rằng nó tấn công vào cấu trúc ADN làm cho những cái phân tử đột biến này được nhân lên, và nếu nhân lên một cách không kiểm soát, các bạn không loại bỏ nó ra khỏi cơ thể thì nó dẫn đến việc mà ung thư. Vậy thì cũng như là lão hóa. Vậy thì gốc tự do được sinh ra như thế nào trong cơ thể? Gốc tự do được sinh ra, bây giờ bạn thấy nó có tác hại gốc tự do như vậy. Như vậy gốc tự do được sinh ra như thế nào trong cơ thể? Nào, như vậy câu hỏi đặt ra bây giờ gốc tự do được sinh ra như thế nào? Như vậy thì lúc này bạn thấy rằng gốc tự do được sinh ra trong cơ thể như thế nào? Thì lúc này có yếu tố nội sinh và ngoại sinh. Có hai loại gốc tự do là nội sinh và ngoại sinh. Có hai loại gốc tự do là nội sinh và ngoại sinh. Vậy nội sinh là gì? Ngoại sinh là gì? Nội sinh có nghĩa là bản thân bình thường cơ thể các bạn cũng sẽ sản sinh ra gốc tự do. Ngoại sinh là tác động của yếu tố bên ngoài thúc đẩy cái quá trình sản sinh gốc tự do này nhiều hơn. À, như vậy thì bạn thấy có hai loại gốc tự do: nội sinh và ngoại sinh. Nội sinh là bản thân bình thường cơ thể các bạn sinh ra gốc tự do. Như vậy thì bạn thấy tại sao cơ thể bình thường của bạn cũng sinh ra? Bây giờ bạn tưởng tượng giống như một cái thanh sắt mà bạn để trong không khí. Sau một thời gian thì các bạn sẽ thấy thanh sắt sẽ bị giật mạnh, reset. Bạn để trong không khí sau một thời gian thì bạn thấy thanh sắt này bị reset. Vậy tại sao thanh sắt các bạn bị reset sau một thời gian? Tại này nó với tác động của oxy không khí nó sẽ xảy ra cái quá trình giật mạnh oxy hóa thanh sắt đó. Như vậy thì bạn thấy rằng cái tác động oxy không khí thì nó sẽ oxy hóa cái thanh sắt. Thì giống như con người các bạn cũng vậy, sống trong môi trường các bạn phải hít thở, các bạn phải trao đổi chất. Như vậy khi bạn hít thở thì lúc này các bạn thấy rằng nó cũng sẽ xảy ra cái gì bạn, cái quá trình oxy hóa. Như vậy nó cũng sẽ xảy ra các quá trình oxy hóa. Nội sinh là bản thân bình thường cơ thể, bạn thấy khi bạn thấy hít thở nó sẽ vào một cái chu trình nào trao đổi khí. Như vậy thì này bạn thấy rằng nó cũng sẽ sản sinh ra nhiệt mạnh. Đó, bạn thấy rằng khi bạn sống trong môi trường như vậy nó cũng sẽ sản sinh. Như vậy thì bạn thấy rằng thanh sắt này nếu bạn để trong cái môi trường không khí bị ô nhiễm, tiếp xúc với mưa gió, với khói bụi, thì bạn thấy cái tốc độ reset của thanh sắt như thế nào, bạn nhanh hơn. Bây giờ bạn thấy cho thanh sắt nếu bạn để ngoài trời thì bạn thấy rằng khi tiếp xúc với nhiệt mạnh môi trường ô nhiễm, với không khí, với gió, với nước, mưa vân vân, thì nó sẽ thúc đẩy cái quá trình oxy hóa như thế nào nhanh hơn. Và con người cũng vậy, với những tác động yếu tố bên ngoài như bạn sống trong cái môi trường làm sao bằng ô nhiễm, môi trường khói bụi nào, thì lúc này nó cũng sẽ thúc đẩy cái quá trình oxy hóa này xảy ra làm sao bằng nhanh hơn. Nào, bây giờ bạn sống trong cái môi trường hay bạn sử dụng những cái thực phẩm mà không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì nó cũng sẽ thúc đẩy cái quá trình nhiệt mạnh oxy hóa xảy ra nhanh hơn, nó có sản sinh ra gốc tự do, nó sẽ thúc đẩy cái quá trình oxy hóa. Để nội sinh là bản thân cơ thể bình thường các bạn sẽ sinh ra gốc tự do, dù khi bạn hít thở, khi bạn trao đổi chất, hay là khi bạn ăn những cái sản phẩm dù thuộc nhóm như là lipid, lucid, protein, thì khi bạn ăn những cái sản phẩm này nó sẽ tham gia vào cái gì, vào cái chu trình chuyển hóa. Thì cái chu trình chuyển hóa này thì chúng ta đã học trong cái môn học như là hóa sinh. Vì bạn ăn cái lipid thì nó sẽ tham gia vào chu trình chuyển hóa, lucid, protein hay là carbohydrate vân vân, nó tham gia vào chu trình chuyển hóa để nó tạo ra năng lượng, để tạo ra các hoạt chất sinh học cho cơ thể hoạt động. Vậy nó ăn để tạo ra năng lượng, tạo ra hoạt chất sinh học. Vậy bên cạnh cái việc tạo năng lượng, tạo hoạt chất sinh học, nó cũng sản sinh ra gốc tự do. Gốc tự do đóng vai trò là phế phẩm của các chu trình chuyển hóa này. Nào, như vậy gốc tự do nó đóng vai trò là phế phẩm của các chu trình chuyển hóa. Bây giờ bạn thấy trong một nhà máy sản xuất nào về bất kỳ bạn thấy rằng nó cũng có việc bằng những cái phế phẩm, thì gốc tự do đóng vai trò là những phế phẩm của chu trình chuyển hóa. Như vậy bạn thấy nội sinh là bản thân bình thường cơ thể bạn sinh ra khi bạn ăn uống, khi bạn trao đổi chất. Nào, ngoại sinh và tác động của yếu tố bên ngoài nào, làm gia tăng gốc tự do.
Những yếu tố bên ngoài là yếu tố gì mà có thể thúc đẩy cái việc mà sản sinh gốc tự do? Nội sinh là bản thân bình thường ta sinh ra. Đó. Bây giờ nếu mình không ăn cũng không được, không hít thở mình có tồn tại sự sống được không? Vâng, cũng không. Đó. Như vậy từ đó mình thấy đây là những yếu tố ngoại sinh, yếu tố bên ngoài nó thúc đẩy cái quá trình nhiễm mạnh oxy hóa, thúc đẩy cái tốc độ lão hóa, thúc đẩy việc gia tăng sản sinh nhiễm mạnh, cái gốc tự do dường như các chất độc trong mỹ phẩm. Chứ bây giờ và hiện nay bạn thấy khi mà bạn sử dụng mỹ phẩm như vậy thì theo khuyến cáo ta phải mua từ những cái thương hiệu, từ những cái sản phẩm mà Nhật Bản đã được đăng ký, đã được công bố. Thì chúng ta không nên mua những cái sản phẩm Nhật Bản trôi nổi, không có nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, đặc biệt là những Nhật Bản, những cái sản phẩm mà được trộn, mình đâu biết người ta trộn cái gì. Vâng, đó, những chất độc trong mỹ phẩm hay là thuốc lá, rượu bia, quá đà. Hiện nay bạn thấy rằng là trong thuốc lá thì theo những cái nghiên cứu bạn thấy khi mà khói thuốc lá nó chứa gì bằng hàng ngàn các chất độc hại trong đó, cũng như là bạn khi bạn uống cái rượu bia vừa phải thì nó mang đến cái lợi ích về mặt sức khỏe, nhưng mà khi mà bạn uống quá đà thì nó cũng sẽ là yếu tố mà thúc đẩy cái quá trình mà những bạn sản sinh ra các chất độc. Không khí môi trường bị ô nhiễm, bạn thấy rằng là nếu bạn bây giờ bạn thấy khi bạn sống tại thành phố Hồ Chí Minh hay là khi bạn tập về quê của các bạn thì bạn thấy tại vùng quê thì cái môi trường không khí ở đó làm sao bạn trong lành hơn. Thường hiện nay bạn thấy xu hướng của những người trẻ thì người ta sẽ đến các thành phố lớn để làm việc, nhưng mà khi mà bạn thấy khi những người lớn tuổi thì người ta xu hướng về bạn về quê để mà từ đó người ta sẽ có một cái không khí làm sao bạn trong lành hơn đó, để mà từ đó người ta sẽ việc bạn có cuộc sống thì làm việc bạn thoải mái hơn. Vậy là lúc này hay là bằng nhiễm khuẩn hay stress, hiện nay mà thấy stress cũng là một trong những cái việc bằng một cái vấn đề mà nó sẽ thúc đẩy sẽ sinh ra việc bằng rất nhiều bệnh. Tại vì lúc này khi bạn bị stress thì nó sẽ làm gia tăng việc sản sinh ra việc bằng các gốc tự do. Như vậy thì khi bạn stress thì nó cũng sẽ sinh ra việc bằng các gốc tự do. Thì bây giờ bạn thấy rằng là kỳ thi các bạn sắp tới, như bạn thấy những tuần gần cuối tháng 6 các bạn sẽ thi, và thường bạn thấy rằng sau cái đợt thi thì mình như thế nào? Mình già đi. Tại sao mình già đi? Nghe thấy sau cái đợt thi bạn thấy mình sẽ già đi, như vậy tại sao mình già đi? Nào, tại vì lúc này bạn thấy rằng áp lực các bạn rất lớn và dẫn đến stress, mình sợ mình thi rớt, vân vân. Mình sợ mình thi, dù mình mà mình thi không đạt được điểm, dù mình vân vân. Như vậy bạn thấy khi bạn bị stress như vậy thì nó cũng sẽ thúc đẩy cái quá trình sản sinh ra gốc tự do. Hay là cái này mình ta nói rằng khi bạn thấy khi sau này bạn đi làm thì các bạn sẽ trẻ hơn cái thời bạn đi học. Ta đi học thì ta phải áp lực về học bài, áp lực về kiểm tra, áp lực về thi cử, thi đậu đó vân vân. Và từ đó nó thúc đẩy cái quá trình nhiệt bằng lão hóa. Còn đi làm thì mình sẽ nhiệt bằng tương đối thoải mái hơn, các bạn có tiền, các bạn có nhiệt bằng. Như vậy thì đó bạn thấy rằng khi mà bạn thấy rằng khi stress là một cái nguyên nhân mà cũng thúc đẩy. Bây giờ sau này mà lỡ bạn nào thi có rớt thì mình cũng phải làm việc bạn, không được buồn mà mình phải làm gì, cũng phải vui bình thường. Tại vì mình rớt rồi thì lúc này mình buồn thì cũng làm gì, không có giải quyết được cái vấn đề gì cả, mà lúc này nó sẽ thúc đẩy cái quá trình nhiệt mạnh sản sinh gốc tự do, thúc đẩy cái quá trình này lão hóa của cơ thể. Thì lúc này mình rớt mình cũng phải vui, đôi khi mình phải vui hơn những người đậu, tại vì bạn mình đậu của mình làm gì, mình rớt để mình có thể học lại, để mà có thể làm việc mà nắm chắc được cái gì đây, cái kiến thức mình một cách như thế nào vững vàng hơn. Nào, như vậy thì mặc dù đậu cũng vui mà rớt mình phải làm gì, phải vui. Tại vì nếu mình buồn cũng không giải quyết được vấn đề gì hết, mà nó sẽ thúc đẩy cái quá trình lão hóa, thúc đẩy cái quá trình điện bằng hư hỏng các tế bào hay là cấu trúc của DNA. Và lúc này bạn thấy khi mà cái cấu trúc của DNA bị bằng bị hư hỏng thì nó dẫn đến cái nguy cơ mà bị bằng bị ung thư sau này. Bởi vì sau này nếu phát hiện 60 tuổi mình phát hiện mình bị ung thư thì đôi khi mà bằng mình nhớ lại coi cái thời mà thời mình đi học mình có bao giờ bị phát chưa, vì rớt một môn học chưa. Mà mình phải nhớ là cái thời đó mình có bị stress gì. Đôi khi cái thời đó stress bạn thấy là rớt một môn học mà stress cuối cùng một cái tế bào ADN bị hư hỏng mà nhân lên, thì bạn thấy rằng sau một cái quá trình thời gian thì nó sẽ phát triển dần dần lên và dẫn đến việc bạn sinh ra tổ chức ung thư. Đó, như vậy thì người ta cũng việc bạn còn không nên buồn, không nên lo gì cả. Đó. Như vậy cũng như là vấn đề việc bạn về thức ăn và hiện nay bạn thấy rằng thức ăn thì người ta phải sử dụng, hiện nay một vấn đề mà người ta quan tâm đó là phải đảm bảo được bạn an toàn vệ sinh thực phẩm. Nó an toàn vệ sinh thực phẩm để mà từ đó bạn thấy rằng để mà việc bạn chống lại cái sự tấn công của các chất độc vào trong cơ thể.
UV hiện nay bạn thấy rằng khi ngoài đi ngoài đường mình hay đi bây giờ, mà tại sao người ta phải bịt kính hết toàn bộ? Tại vì để chống lại sự tác động, sự tấn công của tia UV lên trực tiếp lên các tế bào da. Hiện nay bạn thấy rằng UV thì nó, tại sao nó khả năng gây ung thư? Tại sao UV khả năng gây ung thư? Tại vì lúc này bạn thấy rằng tia UV nó sẽ thúc đẩy cái quá trình sản sinh ra gốc tự do. Nó sẽ thúc đẩy, đây là yếu tố bên ngoài, nó sẽ thúc đẩy quá trình sản sinh. Và khi gốc tự do này tấn công vào các tế bào, tấn công vào cấu trúc ADN, làm hư hỏng cấu trúc, làm các tế bào này bị lão hóa, già đi một cách nhanh chóng. Thì đó nó dẫn đến việc bằng lão hóa, nám da, sạm da, và lúc này bạn thấy rằng và nó dẫn đến việc bằng ung thư da, vân vân. Và hiện nay thì theo khuyến cáo của, thì hiện nay khi mà bạn ra đường các bạn phải sử dụng kem chống nắng với một lượng đầy đủ vừa vừa phải. Đó, các bạn phải sử dụng kem chống nắng để chống lại sự tác động của tia UV lên các tế bào da. Đặc biệt hiện ta có UVA, UVB, UVC và đặc biệt là UVA thì nó nguy hiểm hơn. Đây thì hiện nay có một số bạn thấy rằng khi bạn đọc những công trình nghiên cứu về tác hại của tia UV hiện nay hay là bạn nên sử dụng và bạn phải sử dụng các loại kem chống nắng một cách diệt bằng đúng. Tiếng làm tiếng thầm, nếu bạn sử dụng không đúng cách thì nó cũng không thể bảo vệ các bạn chống lại sự tác động của tia UV. Hiện nay bây giờ bạn thấy rằng khi mà bạn đi ra đường, nếu trời không có nắng thì có tia UV hay không? Hay là khi trời nắng chang chang ngoài đường nó mới có? Như vậy thì hiện nay bạn thấy rằng mà bạn đi ngoài đường khi mà trời mát nó vẫn có tia UV, nhưng mà với một cái lượng làm sao bạn thấp, nếu bạn không bảo vệ ngay cả khi bạn đi trong mát như vậy. Thì hiện nay thì theo khuyến cáo bạn sử dụng đúng cách là bạn phải sử dụng cả ngày. Và các bạn có chỉ sử dụng với một chỉ số SPF là cái chỉ số mà chống nắng cho phù hợp, như SPF 50, SPF 30 hay là 80, thì tùy theo bạn đi với cái cường độ nắng. Dù đó với bình thường thì SPF 30, hay là với nắng gắt hơn thì SPF 50, hay là nếu ta đi biển thì chúng ta chọn cái chỉ số chống nắng là SPF 80 tập vân vân. Và như vậy thì chúng ta phải sử dụng với một lượng, và hiện nay bạn thấy rằng ta phải bạn để bôi lên với một lượng đầy đủ, chứ bạn ít bôi mỏng quá thì nó cũng không thể tác động được chống lại được. Và bạn thấy rằng khoảng vài tiếng là các bạn phải bôi lại một lần tại vì nó cũng hết tác dụng. Đó, như vậy thì theo da các bạn có đổ mồ hôi nhiều hay không, và từ đó các bạn sẽ tái sử dụng lại, bổ sung thêm vân. Như vậy thì bạn thấy rằng có tác động, đây là yếu tố bên ngoài, nó sẽ thúc đẩy cái quá trình nhiệt bằng lão hóa, thúc đẩy cái việc sản sinh ra các gốc tự do. Đó, đây là những yếu tố gì bằng ngoại sinh. Như vậy thì bạn thấy rằng gốc tự do nó nguy hiểm đến như vậy. Về gốc tự do nó nguy hiểm đến như vậy. Vậy để chống lại sự tấn công, sự tác động của gốc tự do vào các tế bào thì ta phải sử dụng các chất chống oxy hóa. Như vậy để chống lại sự tấn công của các gốc tự do vào các tế bào thì hiện nay ta phải sử dụng các chất chống oxy hóa. Giống như bây giờ bạn thấy rằng để bảo vệ cái thanh sắt khỏi bị reset thì chúng ta phải sơn phủ cho nó lớp bên ngoài một cái gì mà phủ bên ngoài cho nó một lớp gì đây, một lớp sơn. Vậy thì ở đây cũng vậy, trong cơ thể bạn cũng vậy, để chống lại sự tấn công, chống lại sự hình thành gốc tự do. Nếu đã hình thành rồi và để cắt đứt cái chu trình này, cắt đứt cái phản ứng dây chuyền này thì ta phải sử dụng các chất chống oxy hóa. Và chất chống oxy hóa là kẻ thù của diệt bằng của gốc tự do. Đấy, vậy thì các bạn phải sử dụng các chất chống oxy hóa. Vậy chất chống oxy hóa là gì? Như vậy thì chất chống oxy hóa là gì? Nào, vậy thì bạn thấy rằng chất vậy thì chúng ta sẽ nói về các chất chống oxy hóa là gì? Như vậy chất chống oxy hóa đó là diệt bằng, là kẻ thù của gốc tự do. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ coi chất chống oxy hóa là gì. Như vậy chất chống oxy hóa là những chất có chứa cái diệt bằng cách electron dư thừa. Chất chống oxy hóa là các chất có chứa diệt bằng electron dư thừa. Là chất chống oxy hóa là những chất có chứa các
Alex trong dư thừa. Như vậy chất chống oxy hóa là những chất có chứa các electron dư thừa. Như vậy thì khi bạn sử dụng các chất chống oxy hóa này vào thì nó sẽ cho các electron dư thừa này cho các gốc tự do. Như vậy đây là những chất có chứa electron dư thừa. Như vậy thì khi bạn sử dụng vào, nó sẽ cho các electron dư thừa này cho các gốc tự do. Như vậy thì các gốc tự do nó sẽ trở về trạng thái gì bằng ổn định và bền vững. Như vậy nó sẽ trở về trạng thái ổn định và bền vững. Như vậy chất chống oxy hóa là những chất có chứa electron dư thừa. Vậy khi bạn cho, khi bạn sử dụng vào thì nó sẽ cho các electron dư thừa này cho các gốc tự do. Như vậy nó sẽ trở về trạng thái gì bằng ổn định gì vậy? Bền vững. Đây chất chống oxy hóa này có ở đâu? Có nguồn gốc diệt mạng từ tự nhiên. Thì tốt nhất ta sử dụng nên có chất có nguồn từ tự nhiên hơn là diệt mạng, có nguồn gốc từ tổng hợp. Đây thì để tránh lại sự gây hại của các gốc tự do, cần thiết phải loại bỏ chúng bằng cách sử dụng các chất chống oxy hóa để bổ sung, như là các vitamin. Hiện nay vitamin có tác dụng chống oxy hóa là vitamin A, vitamin C, vitamin E. Hiện nay bạn thấy rằng thường những bạn nữ cũng hay vào nhà thuốc mua vitamin E. Đây là một diệt bàn chất chất oxy hóa. Vitamin E thì đây là một chất chống oxy hóa cũng tương đối cũng khá là mạnh. Ngoài vitamin ta còn có một khoáng chất gọi là silen. Hiện nay silen thì đây cũng chất chống oxy hóa. Hay là bạn thấy rằng các polyphenol, polyphenol, flavonoids. Bạn thấy rằng polyphenol thì hay flavonoids là những hợp chất có nhóm OH, có rất nhiều MOH, nhiều polyphenol có nhiều trong diệt bàn, trong các sản phẩm từ trà xanh. Polyphenol bạn thấy rằng ví dụ như trong trà bạn thấy nó quảng cáo có hợp chất OTBB. OTBB có nghĩa là diệt mạng. Thì bạn thấy trong các loại trà có chứa OTBB có tác dụng chống oxy hóa, còn như ức chế thì hấp thu diệt mạng chất béo vân vân. O có nghĩa là oolong tea polyphenol. Có nghĩa là cái polyphenol này được chiết xuất từ trà diệt mạng, từ trà oolong. Là oolong tea polyphenol. Đây là một chất diệt mạng chất oxy hóa. Và trong cái hợp chất OTBB này thì trong cái nhóm hợp chất này thì bạn thấy rằng một chất điển hình tác dụng chống oxy hóa mạnh đó là Igriciri. Thì bạn thấy khi người ta quảng cáo trà là trà của tôi có hợp chất Igriciri giúp chống lão hóa, giúp diệt mặn. Như vậy thì bạn thấy rằng polyphenol hay là hợp chất flavonoid để tạo nên cái sắc tố, hay là anthocyanin. Thì anthocyanin thì nãy mới rồi để bạn thấy flavonoid thì nó tạo nên những sắc tố, các màu sắc phong phú của thực vật. Còn anthocyanin thì tạo nên sắc tố diệt mặn màu tím. Anthocyanin tạo nên sắc tố màu tím. Hay là carotenoid từ màu vàng đến màu diệt mạng, màu đỏ. Đó, đây là những cái sắc tố tự nhiên và những vitamin. Ngoài ra ta còn khoáng chất nữa đó là silen. Như vậy thì muốn đi thi sẽ hỏi các bạn những cái vitamin nào có tác dụng chống oxy hóa. Thì người ta nhớ đó là vitamin A, vitamin C, vitamin E và những sắc tố tự nhiên như là những hợp chất nào, như polyphenol, flavonoid, anthocyanin hay là carotenoid. Đây là những cái sắc tố màu tự nhiên có tác dụng diệt mạng chống oxy hóa có trong thực vật. Hay là còn một khoáng chất nữa silen viết tắt là ký hiệu hóa học là Fe, vì đây là một cũng là một chất diệt mạng chống oxy hóa. Nào, vậy đây là những cái chất chống oxy hóa là những chất mà có chứa các electron dư thừa. Như vậy khi bạn sử dụng những cái chất này vào, nó sẽ cho các electron dư thừa này cho các gốc tự do. Thì khi gốc tự do nhận được electron rồi, nó trở về trạng thái ổn định bền vững, thì nó sẽ không tấn công được các tế bào nữa, cũng như là nó cắt đứt cái quá trình diệt mạng, cái phản ứng dây chuyền, cũng như là nó ngăn chặn việc hình thành, việc sản sinh ra các diệt mạng, các gốc tự do. Như vậy thì bạn thấy rằng khi mà bạn sử dụng các mỹ phẩm thì nó chỉ ngăn tác động yếu tố bên ngoài, còn để tác động vào yếu tố bên trong thì bạn phải sử dụng những cái chất chống oxy hóa này nó tác động từ yếu tố diệt mạng từ bên trong. Như vậy thì chất chống oxy hóa là kẻ thù của gốc tự do. Và đây bạn thấy rằng cơ chế cơ chế thì bạn thấy rằng nó là kẻ thù của diệt mạng gốc tự do. Và chất chống oxy hóa này nó sẽ cho các electron và nó trở thành trạng thái diệt mạng ổn định và bền vững. Như vậy thì bạn thấy rằng đây là diệt mạng. Nó đây là cái gì? Gốc tự do nó sẽ hoạt động như thế nào? Vậy giờ đó là bây giờ bạn xem coi gốc tự do nó sẽ hoạt động như thế nào.
Dạ. Như vậy thì bạn thấy rằng cái cơ chế việc bạn mà như vậy thì bạn thấy gốc tự do hoạt động như thế nào? Thì gốc tự do nó sẽ lấy mất điện tử của các phân tử, của các nguyên tử, và nó phản ứng chuỗi của gốc tự do. Tại vì lúc này bạn thấy nó tạo ra một phản ứng điện bằng dây chuyền. Tại vì khi nó mất electron rồi thì lúc này bạn thấy khi một phân tử mất electron rồi nó cũng sẽ rời gốc tự do và nó sẽ nó phản ứng điện bằng dây chuyền. Và chất chống oxy hóa thì nó sẽ điện bằng sẽ trung hòa gốc tự do, loại bỏ gốc tự do. Và nếu khi mà gốc tự do được hình thành rồi thì nó sẽ loại bỏ gốc tự do, và nếu chưa hình thành thì nó ngăn cản cái quá trình diễn bằng sự hình thành các gốc tự do. Như vậy chúng ta sẽ bổ sung các chất chống oxy hóa như thế nào? Thì chất chống oxy hóa trong thực phẩm thì nó gồm có chất chống oxy hóa của gốc từ tự nhiên cũng như chất chống tổng hợp. Thì tốt nhất là ta nên sử dụng các chất chống oxy hóa từ tự nhiên có nguồn gốc từ diệt bằng từ thực phẩm. Đó. Như vậy thì chất chống oxy hóa từ tự nhiên như là các loại trái cây và các loại rau quả chưa qua chế biến. Tại vì hiện nay khi mà bạn chế biến rồi thì nguy cơ những cái chất đây là những chất oxy hóa là những chất tương đối cũng khác là kém bền với nhiệt. Tại vì một số nó mà bạn sử dụng chế biến thì nó sẽ diệt bằng thì phân hủy, cũng như là các beta carotene, đây là tiền chất của diệt bằng của vitamin A. Như bạn thấy là trong đu đủ cam cà rốt là những nguồn mà cung cấp các nhóm hợp chất diệt bằng beta carotene, cũng như là cải xoăn thì có chứa các chất chống oxy hóa như là glutein, C-ansatin đó, và giúp trong cái việc diệt bằng phòng ngừa các bệnh gì đây về mắt. Và cà chua thì nó chứa hợp chất diệt bằng lycopene, mà là lúc này nó được cho là làm giảm nguy cơ về bệnh diệt bằng ung thư. Và các loại quả mọng có chứa một lượng cao các chất anthocyanin và có tiềm năng chống oxy hóa, chống ung thư cũng như là các bệnh lý về thần kinh, về bệnh lý về viêm nhiễm, bệnh lý về đường tiểu và nhiễm khuẩn vân vân. Còn vitamin C và vitamin A, vitamin E thì cùng với silen, đây silen thì lại thầy nói đây là một khoáng chất có tác dụng chống oxy hóa thì được chiết xuất từ diệp bằng. Hiện nay thì trong nho, hạt nho thì bạn thấy trong khi bạn ăn nho thì hiện nay cái chất chống oxy hóa nhiều nhất có trong diệp bằng hạt nho và vỏ của quả nho. Nhưng mà nếu bạn ăn mà bạn bỏ hạt thì lúc này mình những cái thành phần được gọi là tốt nhất trong quả nho mình đã làm gì rồi, bạn mình đã loại bỏ nó rồi. Và khi bạn ăn táo hay gọi là hay mình hay gọi là bơm của bạn thì các chất chống oxy hóa này nó có nhiều ở trong cái ở lớp mà kế sát cái vỏ của quả bơm hay quả quả táo. Mà khi bạn ăn mà bạn gọt sâu quá, gọt kỹ quá thì lúc này nó cũng sẽ mất đi cái gì bạn các chất chống oxy hóa. Thì trong nho cũng vậy, nó có nhiều trong hạt nho và có nhiều trong vỏ của gì bạn của quả nho. Bây giờ khi bạn ăn thì lúc này nếu bạn bỏ đi và hạt hạt thì lột bỏ vỏ thì lúc này bạn ăn thì nó chỉ mang phần lớn chỉ mang tính chất rất là dạng khác mà thôi. Đúng không? Đó, như vậy thì bạn thấy rằng đây là những loại mà nó cung cấp diệt bằng các chất chống oxy hóa. Anthocyanin thì nó tạo cái sắc tố diệt bằng màu tím của thực phẩm, đúng không? Đó, như vậy thì khi mà bạn sử dụng thì đây là những chất chống oxy hóa để loại trừ các gốc tự do, để trung hòa gốc tự do cũng như để ngăn cản cái quá trình diệt bằng hình thành cũng như là sản sinh diệt bằng gốc tự do. Dù đây là cái cơ chế chống oxy hóa của vitamin C thì cái slide này bạn đọc qua là được rồi. Nói chung chúng ta cũng không có thi cái slide này. Nên hôm nay người ta đọc qua cái cơ chế chống oxy hóa của nó được rồi. Nhưng mà bây giờ bạn thấy liên hệ với thị trường hiện nay có một số cái sản phẩm mà ví dụ chứa cái diệt bằng lycopene thay vì bạn ăn cà chua. Bây giờ nhiều người người ta không ăn được cà chua thì người ta có thể mua những cái viên diệt bằng lycopene về diệt bằng về sử dụng. Hay là này bạn thấy rằng đây là cái curcumin từ diệt bằng từ củ nghệ, thay vì bây giờ bạn ăn nghệ người ta có thể mua những thực phẩm chức năng được chiết xuất từ chiết xuất curcumin từ diệt bằng từ nghệ vân vân nào. Và một số chất chống oxy hóa từ các loại thực phẩm nào, bây giờ ta xem.
Rồi như vậy thì bạn thấy rằng đó là bạn thấy những cái loại rau củ, những cái loại trái cây, những loại rau củ quả thì bạn thấy nó màu sắc như thế là bạn rất đậm. Vì hiện nay bạn thấy rằng đây những loại mà có màu sắc rất đậm. Như bây giờ bạn thấy ngoài thị trường còn những cái loại quả mà màu sắc đậm, dường như cherry. Hiện nay bạn thấy rằng cherry cũng vậy, đây là một quả mà hiện nay nhiều người cũng làm việc bằng, đặc biệt là phụ nữ người ta hay sử dụng. Đó, thì nó tạo nên bạn thấy cái sắc tố, cái màu nó làm sao bạc rất đậm. Hay là hôm nay bạn thấy quả óc chó. Và hiện nay bạn thấy rằng trong các loại hạt thì hôm nay nó cũng ngoài các sắc tố tự nhiên này thì ta còn có những axit béo chưa no. Những axit béo chưa no thì đây cũng là việc bằng những chất chống oxy hóa. Thì những axit béo chưa no thì ta nghe đối cái đến cái tên là các omega hay là CLA. CLA là một cái axit béo người ta được chiết xuất từ động vật, có tác dụng chống oxy hóa và phòng ngừa được bệnh như bạn bệnh ung thư. Hay là lúc này bạn thấy rằng những cái axit béo chưa no dù được như các omega, bạn thấy rằng dù trong quả óc chó thì nó có chứa nhiều các omega, thì người ta có nghe nó omega 3, omega 6 và omega nhiệt mặn, omega 9. Đây là những axit béo chưa no nào, và lúc này nó tác dụng nhiệt mặn chống oxy hóa. Bây giờ từ đó bạn thấy hiện nay ngoài thị trường nó có những nhiều loại omega được chiết xuất ví dụ là từ các loại cá vân vân. Thì hiện nay thì bạn thấy rằng từ các loại hạt thì giống như hạt chia, hạt óc chó, bạn thấy rằng hiện nay tại sao người ta nhiều nhiều người sử dụng, tại vì nó chứa các chất các axit béo chưa no này, những omega này giúp trong việc làm chống lão hóa. Hay lúc này bạn thấy nhiều người người ta nói tại sao ăn bí đỏ. Bây giờ bạn thấy bí đỏ cũng vậy, ở nhiều quốc gia người ta sử dụng và Việt Nam cũng vậy. Tại sao ăn, nhiều người ta ăn bí đỏ, nó là vì bạn thông minh. Thì trong bí đỏ nó tại sao bạn thấy rằng nó tạo ra sắc tố màu nhiệt vàng. Bí đỏ bạn thấy màu vàng cam. Thì tại sao màu vàng cam? Do cái nhiệt vàng nhóm hợp chất beta carotene là carotenoid nó tạo nên đây chất chống oxy hóa, và trong bí đỏ nó còn chứa những cái axit béo nhiệt vàng chưa no omega giúp cho phát triển của nhiệt vàng của trí não. Bây giờ nhiều người nói ăn bí đỏ thông minh vậy, tại vì nó chứa các nhiệt vàng axit béo, thì đây cũng là những chất chống oxy hóa chống lại quá trình nhiệt vàng thoái hóa, chống lại các quá trình nhiệt vàng lão hóa vân vân. À, như vậy còn những cái lời khuyên về mặt sức khỏe khi bạn sử dụng thực phẩm chức năng có tác dụng cho oxy hóa. Và bây giờ bạn thấy ta yêu cầu khuyến cáo bạn từ độ tuổi 25 trở lên, và chúng ta nên sử dụng những dịch bằng những chất chống oxy hóa được tiếp xúc từ thiên nhiên không độc hại, và các chất chống oxy hóa từ tổng hợp khi mà từ cái chế độ ăn uống từ tự nhiên, khi mà ta dịch bằng không đáp ứng được, và tốt nhất thì ta nên sử dụng các chất chống oxy hóa không gốc từ dịch bằng từ tự nhiên, để bạn ta phải bổ sung từ thực phẩm và chứa các chất dịch bằng chống oxy hóa. Khi mà bạn thấy rằng từ thực phẩm mà nếu bạn không cung cấp đầy đủ thì từ đó các bạn mới nên sử dụng mà những hợp chất mà người ta nhiệt mặn được chiết xuất hay là được chất được làm nhiệt mặn được tổng hợp. Ở đây thì người ta đưa ra một cái lời khuyên là khi mà bạn từ độ tuổi 25 trở lên, từ độ tuổi 25 trở lên các bạn phải tăng cường việc cung cấp những chất chống oxy hóa này, chứ không phải là 25 tuổi các bạn mới sử dụng, mà khi bạn bước vào độ tuổi 25 trở lên thì ta phải tăng cường sử dụng, chứ phải trước 25 các bạn không sử dụng, mà ở cái độ tuổi này các bạn mới nên tăng cường sử dụng những cái nhóm chất chống oxy hóa của từ tự nhiên này. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao ta xác định lấy cái mốc thời gian là từ 25 tuổi trở lên các bạn sẽ tăng cường bổ sung thực phẩm có chứa chống oxy hóa hàng ngày của bạn. Đó, như vậy câu hỏi tương tác mời bạn trả lời tại sao người ta như bạn khuyến cáo các bạn từ 25 tuổi trở lên nên tăng cường bổ sung thực phẩm chứa chất chống oxy hóa hàng ngày. Rồi câu hỏi mở bằng trả lời không? Tại sao từ 25, tại sao ta chọn nó mốc là 25 tuổi? Không phải là 30, 40, 50. Rồi các bạn có 1 phút suy nghĩ trả lời không? Như vậy thì bạn thấy rằng tại sao độ tuổi 25? Tại đây là cái tuổi theo các nghiên cứu thì con người bắt đầu đi vào cái việc mà sự lão hóa.
Đây là cái giai đoạn con người bắt đầu đi vào sự lão hóa. Bạn thấy bây giờ mình mấy tuổi rồi? Bây giờ mình coi mình được mấy tuổi rồi? Bây giờ sắp 25 chưa? Như vậy đây là cái giai đoạn mà đánh dấu bắt đầu đi vào cái giai đoạn gì mặt lão hóa. Thì mình thấy nó có sớm không? Như vậy bạn thấy rằng đây là cái giai đoạn bắt đầu đi vào sự lão hóa. Nó trời, em ở độ tuổi 25 em còn trẻ phơi phới rất đẹp như thế này làm sao mà lão hóa được? Nếu bạn thấy rằng khi mà bạn ở độ tuổi này mà bạn không có một chiến lược về sức khỏe, chăm sóc và bảo vệ, thì khi bạn thấy bạn bạn bước vào độ tuổi 30 thì bạn thấy mình như thế nào? Tại vì bạn thấy ở độ tuổi 25 thì cái sự lão hóa này xảy ra nhanh hay chậm bạn? Cực kỳ chậm. Nên các bạn nó chưa thấy nó thể hiện rõ nét nó biểu hiện bên ngoài. Mà khi mà bạn thấy nó thể hiện biểu hiện bên ngoài rồi, xuất hiện những điểm tàn nhang rồi, những nếp nhăn rồi, da các bạn bắt đầu khô sạm rồi, thì lúc này bạn mới nhận ra mình lão hóa, lúc này đã quá muộn rồi. Khi mà bạn thấy biểu hiện bên ngoài là đã quá muộn. Khi mà thấy cái biểu hiện bên ngoài chứng tỏ rằng cái sự lão hóa các bạn nó xảy ra như thế nào rồi. Đó. Như vậy thì bạn thấy rằng rõ nhất ở độ tuổi 30. Tại vì bạn thấy ở độ tuổi 25 thì bắt đầu bằng các nồng độ các hormone nó sụt giảm, nhưng mà lúc này sụt giảm tương rất chậm. Nhưng mà độ tuổi 30 40 nữa thì sao bạn, nếu bạn không có một giải pháp về sức khỏe? Thì lúc này bạn thấy đi độ tuổi 40 thì bạn thấy cơ thể bạn sẽ như thế nào? Vậy đây là độ tuổi mà đánh dấu cái gì bạn bắt đầu bước vào sự lão hóa. Nhưng mà cái sự thay đổi này nó xảy ra như thế nào bạn? Chắc chậm. Nhanh hơn khi bạn bước vào độ tuổi 30 và nhanh hơn nữa khi bạn bước vào độ tuổi 40 và 50. Vân vân. Nếu bạn không có một giải pháp về sức khỏe. Và đòi hỏi các bạn phải tăng cường việc sử dụng các chất chống oxy hóa này để mà những bạn chống lại cái gì mà cái sự lão hóa, để tăng được cái sự đàn hồi. Tại vì hiện nay bạn thấy rằng để sự hình thành collagen thì nó phải cần có một cái gì mà cái vitamin C, và vitamin C thì nó có từ dược mặn, từ các loại rau củ quả, từ các loại dược mặn và trái cây vân vân. Nào, vậy đây là cái là khuyên về sức khỏe, về việc sử dụng dược mặn, những cái chất chống oxy hóa có nguồn gốc dược mặn từ tự nhiên. Thì hiện nay các bạn thấy nhiều người, nhiều bạn nữ thì bởi vậy muốn mình muốn trẻ muốn đẹp thì các bạn phải giảm bớt ăn thịt cá, tại vì bạn thấy đó là nguồn chất đạm, khi cô cung cấp nhiều chất đạm chất đường nhiều quá thì lúc này bạn thấy rằng bạn nó sẽ sản sinh ra gốc tự do, nó thúc đẩy cái việc bạn quá trình lão hóa. Nhưng mà cung cấp đạm đường hay các chất béo hay là thịt cá nhiều nhiều quá thì làm sao nó thúc đẩy cái quá trình đó, và từ đó bạn thấy rằng bạn muốn trẻ đẹp thì người ta có một cái chế độ ăn, phải như là bạn có nhiều rau củ quả, nhiều các loại trái cây, nhiều loại rau xanh vân vân, để cung cấp cái gì bạn các chất chống oxy hóa. Hay là bạn thấy là nhiều người ta uống gì bạn các loại ngũ cốc, tại vì các loại ngũ cốc thì bạn thấy nó chứa gì bạn những cái gì nó các loại ngũ cốc, các loại hạt, nó chứa những cái axit béo chưa no, đây là những gì bằng những chất chống oxy hóa đó. Vậy thì đó là những cái lời khuyên về sức khỏe, và từ đó chúng ta sẽ sử dụng đó. Bên cạnh mà chúng ta sẽ việc sử dụng thuốc thì đòi hỏi chúng ta phải có việc bằng có một cái chế độ ăn hợp lý, phải vận động việc bằng thể lực. Chứ bây giờ bạn thấy mà mình không có chế độ ăn uống vận động thể lực này kia thì bạn thấy rằng khi mà bạn không có sức khỏe thì lúc này mọi thì này mọi cái ước mơ của các bạn, mọi cái khát khao của các bạn thì người ta sẽ khó trở thành việc bằng sự thực, để từ đó các bạn sẽ có một cái sức khỏe tốt để mà từ đó ta sẽ việc bằng thực hiện được những hoài bão của mình. Vâng. Ở như vậy đây là cái slide tổng kết lại những nội dung ta trình bày. Còn cái phần cuối cùng đó là phần một số câu hỏi thì ta sẽ tự làm không? Vâng. Như vậy đó là cái nội dung của cái buổi học ngày hôm nay, thì ta nói về các chất diệt bằng chất oxy hóa có nguồn gốc từ tự nhiên và tại sao chúng ta cần phải sử dụng, và những cái lời khuyên về sức khỏe của các chuyên gia. Vâng. Vâng. Như vậy thì đó là cái nội dung của cái diệt bằng cái buổi học trực tuyến số 4, ta nói về cái chủ đề các chất trong oxy hóa. Rồi như vậy thì trong các nội dung này thì có bạn nào thắc mắc thì chúng ta sẽ trao đổi nha. Rồi thì mời các bạn nha. Rồi các bạn nào thắc mắc về một cái vấn đề nào đó thì chúng ta sẽ trao đổi ha, để mà chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Vâng. Rồi nếu không thì buổi học trực tuyến thì của chúng ta thì sẽ kết thúc tại đây ha. Thì các bạn nhớ làm bài và các bạn nào gửi qua cái địa chỉ mail đó là ndkhoa.com a cộng đi qua a cộng ntt.edu.vn vn vân ha. Rồi như vậy nếu không bạn nào thắc mắc thì buổi học trực tuyến thì chúng ta sẽ kết thúc tại đây, thì xin chào các bạn và em gặp lại các bạn.
vào tuần sau. Tại tuần sau thì các bạn nhớ đọc trước cho thầy cái bài đó là probability ha. Như vậy thì các bạn sẽ đọc trước để từ đó thầy nói các bạn sẽ dễ hiểu hơn ha. Như vậy các bạn sẽ đọc trước cho thầy cái bài probability nào. Thì để tuần sau thứ bảy thì thầy sẽ nói về cái chủ đề probability là những cái vi sinh vật có lợi cho cơ thể. Rồi như vậy thì chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn nhé.